Hôm nay chúng tôi vừa về chiếc siêu xe hai cửa của Bentley, màu này là màu xanh bộ đội và rất là mong muốn mời các bác cùng xem qua và theo dõi chiếc siêu xe này. Phần đầu đấy ạ. Về cái húc gió này, cụm đèn pha rất đặc trưng của Bentley. Còn trên nắp capo đây là cái logo. Đây, logo đây. Chiếc xe thì có nội thất màu kem sáng, rất là đẹp. Mở cửa này, mở được cốp này, cốp mở thì cũng thấp thấp thôi. Mở nắp capo. Ở dưới nắp capo này nó sẽ có cái lẫy này, đẩy lẫy này thì dễ mở hơn này. Đó. Mở được chiếc xe này sẽ có hai cửa nha, mở được hai cửa. Dưới nắp capo thì sẽ là khối động cơ của Bentley. Đây là chúng tôi sẽ review qua chiếc xe này, review nhanh qua sơ qua một chút. Còn là chi tiết thì sẽ có ở những video tiếp theo. Chiếc xe này sẽ có chốt ở dưới thì sẽ có đèn và nhạc. Tôi sẽ tháo cái chốt ra này. Đèn là siêu sáng và tiếng động cơ rồi đấy. Nếu các bác quan tâm đến chiếc xe mô hình Bentley này thì liên hệ chúng tôi theo số điện thoại là 070 228 5999. Vâng, vua xe xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.